Hôm nay mình sẽ chia sẻ món thịt lợn bọc với trứng cút để mình rán lên nhé. Ăn rất là ngon. Và tí nữa rán xong thì mình sẽ sốt thêm một ít nước sốt vào để ăn cùng cái thịt lợn này với cái thịt lợn viên này. Thịt lợn viên này các bạn xay nhỏ dùng thịt vai nhé. Cho một chút hạt lêm này. Tiêu này. Vài giọt nước mắm cho thơm này và 1/3 thìa cà phê muối. Bây giờ chúng ta trộn đều cái phần thịt này lên cho nó ngấm, sau đó chúng ta sẽ bọc với trứng và cất vào ngăn đá tủ lạnh khoảng nửa tiếng cho nó cứng ấy. Sau đó mình mới mang đi mình rán nhé. Bọc xong rồi cất vào ngăn đá thì thịt nó mới cứng ấy. Khi mà thịt đã ướp xong nhé thì mình sẽ nặn viên luôn. Trứng cút đã luộc rồi, bóc vỏ sẵn rồi. Thịt thì các bạn cho ít dầu ăn vào cái tay của chúng ta để cho nó không bị dính này. Chúng ta cho thịt vào, không cần phải cho hành hay là tỏi gì cả. Tí nữa mình chiên xong mình sẽ phi thêm những cái rau thơm để mình sốt cái từng cái phần thịt băm này, thịt trứng này. Các bạn có thể rán trứng nhiều thịt lên hoặc là các bạn cho vào nó nướng các bạn nướng ấy. Bây giờ các bạn phe viên nặng như này xong thì các bạn để ra một cái đĩa sạch và sau đó các bạn cất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng cho nó cứng lại và nó không bị long ra. Cứ làm như vậy đến hết nhé. Làm tương tự như cái khác, các bạn cũng làm tương tự như vậy, chỉ cần bọc trứng và thịt thôi, trứng bên trong thịt là được. Mỗi một người chỉ cần ăn hai cái miếng trứng bọc thịt này là đủ dinh dưỡng cho một bữa ăn. Và chúng ta thêm rau xanh để gặp các loại canh mà là được. Bây giờ lấy màng mình bọc lại nhé và cất vào ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa tiếng, ngăn đá tủ lạnh khoảng nửa tiếng cho nó cứng lại, sau đó mình sẽ chiên nhé. Cho dầu vào nhé để mình chiên cái phần thịt này. Đã để trong ngăn mát, ngăn đá rồi nó hơi cứng lại. Dùng một lúc để chiên cho nó chín nhé. Thì nếu mà nó chín rồi thì chúng ta sẽ cho ít cà chua băm nhỏ vào để làm sốt ăn cùng nhé. Thịt này đang chín rồi, rất là thơm rồi. Chàng bỏ bớt cái mỡ lên ra nhé. Và mình sẽ cho hành nấm chi thơm và cho cà chua để sốt. Các bạn để luôn như này nhé. Để tí nữa mình sốt luôn cùng. Cho một chút xíu đầu hành lá vào để mình chi thơm lên. Rồi, rất là thơm rồi. Cà chua băm nhỏ ăn cho nó vừa miệng. Và bây giờ cho gia vị vào luôn để cho nó mềm.
muối. Đặt lên tiêu và nước mắm. Đặt lên. Cứ thứ sau một ít thôi. Sau đó đặt chút xíu đó. Đặt tiêu. Bây giờ các bạn đun cho cái nước này nó cạn nhé. Và mình sẽ có cái phần thủy viên này, sốt này. Bột trứng sốt sốt rất là ngon. Trước khi tắt bếp thì cho thêm vài giọt nước mắm vào. Cắt thêm vài cái hành lên trên. Và cái nước này để nó sền sệt lại một chút xíu nhá, để mình rửa lên trên cho đẹp ấy. Khi mà mình thưởng thức ấy. Bây giờ đã được rồi nhé. Để các bạn dưới cho mình vài giọt nước mắm lên trên. Cái nước sốt này. Kết hợp của trứng và thịt băm. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.